Bộ phim này được đánh giá là một tác phẩm điện ảnh kinh dị đỉnh cao, thu hút hàng triệu khán giả đam mê phim kinh dị. Từng thước phim đều chân thật đến nghẹt thở, thử thách sức chịu đựng của bạn đến cực hạn. Mỗi một giây đều khiến bạn phải tè ra quần. Xem xong lại càng khiếp sợ hơn nữa. Nhắc nhở nho nhỏ này, trong phim có rất nhiều cảnh tượng sẽ khiến bạn khó chịu nên hãy thận trọng nhé. Câu chuyện bắt đầu trong một đêm mưa gió tầm tã. Tết phải lên thị trấn để tham gia phỏng vấn. Cô lên mạng đặt thuê một căn nhà nhỏ, nhưng khi đến nơi nhập mật mã cửa thì mãi mà vẫn không mở được. Sau đó cô gọi điện thoại cho chủ nhà nhưng không ai bắt máy cả. Nhưng khi vừa mới lên xe thì cô lại nhìn thấy căn nhà đó được bật đèn sáng lên. Thế là cô lấy hết dũng khí đi lên ấn chuông cửa. Đợi một lúc thì có một anh chàng điển trai đi ra mở cửa. Hóa ra là hai người đều thuê căn nhà này, chủ nhà cùng là một người luôn. Bởi vì không liên lạc được với chủ nhà nên cây chỉ có thể để cô vào nhà thôi. Đi vệ sinh xong, Ted đi ra, muốn xác nhận lại thông tin thuê nhà của anh. Khi xác nhận không có vấn đề gì thì Ted nói rằng cô sẽ đi tìm nhà khác vậy. Nhưng cây lại muốn giữ cô ở lại, mục đích là muốn làm chuyện ấy với cô thôi. Anh đem hành lý của cô vào trong nhà, vì để đảm bảo an toàn nên cô đã chụp lại thông tin căn cước của anh. Khi cô tắm rửa xong đi ra ngoài thì cây đã chuẩn bị sẵn rượu vang rồi. Anh đã sẵn sàng say sưa một đêm rồi, nhưng Ted đã thẳng thừng từ chối luôn. Rồi sau đó hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, cây cũng chớp lấy thời cơ rót cho cô một ly rượu. Ted cũng dần dần bớt cảnh giác hơn, có rượu làm chất xúc tác, cô càng nói chuyện hăng say hơn, và thế là hai người dần dần hiểu nhau. Đến tối lúc đi ngủ, Kate đã thay ga giường mới cho cô, sau đó hai người chúc nhau ngủ ngon. Đến nửa đêm, Ted đang ngủ say thì bị một tiếng động quỷ dị đánh thức, cửa phòng cũng bị mở ra. Vì không ngủ được nên cô quyết định đi ra ngoài kiểm tra xem là cái gì. Thấy Kate nằm trên sofa lẩm bẩm gì đó trong miệng, cứ như là bị chúng ta vậy. Thế là cô đi tới, cả hai người đều hết hồn. Ted vội vàng giải thích ngay mình đã nghe thấy tiếng động lạ và cánh cửa phòng mình cũng bị mở ra. Cây hoang mang các kiểu, anh nói rằng mình không mở cửa phòng cô làm gì cả, hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi. Sau đó Ted trở về phòng khóa cửa lại. Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Cô đứng dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ra ngoài, cô còn thấy tờ giấy mà Cây viết cho mình ở trên bàn nữa. Anh nói rằng hẹn gặp cô vào buổi tối. Ted cũng mỉm cười theo. Vừa ra khỏi cửa thì cô thấy nhà cửa xung quanh hoang tàn đổ nát hết, chỉ có căn nhà của cô là lành lặn thôi. Cô vô cùng hoang mang, đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Bởi vì phải lên đường đi phỏng vấn gấp nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó cô đi vào trung tâm thành phố. Trong lúc chờ đợi đến lượt phỏng vấn, cô lấy ảnh của Kate ra ngắm. Sau khi phỏng vấn xong, cô lái xe trở về. Khi xuống xe, vừa định đóng cửa xe thì nghe thấy tiếng một người đàn ông hét lớn chạy về phía cô. Thấy vậy, Ted liền chạy nhanh vào trong nhà. Người đàn ông vẫn đuổi theo cô. Đúng lúc cam go, cô đã dùng chìa khóa để mở cửa nhà, kịp thời chặn người đàn ông đó ngoài cửa. Ông ta lớn tiếng nói với cô hãy rời khỏi căn nhà này. Cô sợ hãi vội vã vào phòng thu dọn hành lý, rồi gọi điện thoại báo cảnh sát ngay. Nhưng họ lại nói rằng bây giờ không điều động được lực lượng cảnh sát nào cả, phải chờ đợi một lúc nữa. Lúc này, nhìn ra bên ngoài cũng không thấy người đàn ông đấy đâu nữa. Cô dần lấy lại được sự bình tĩnh, sau đó vội vã chạy vào nhà vệ sinh để giải tỏa nỗi buồn. Nhưng vừa hay giấy vệ sinh hết mất rồi, cô lục tìm tủ quầy đều không thấy gì cả. Nhìn thấy cánh cửa đi xuống hầm dưới lòng đất, cô bật đèn lên rồi đi xuống. Khi cô cầm giấy vệ sinh đi ra thì phát hiện cánh cửa đã bị khóa, điện thoại cũng để quên trên bàn ở bên ngoài mất rồi. Cô nhìn vào cửa kính dưới tầng hầm nhìn được ra bên ngoài, thế là quyết định kiếm thứ gì đó để đập vỡ cửa kính ra. Vô tình cô phát hiện ra một sợi dây thừng nối trong tường. Lúc này mình nhớ đến một câu nói trên mạng rằng chết vì nghịch ngu đúng là có thật. Sau đó một cánh cửa dẫn đến thông đạo mở ra, trong đó tối tăm không nhìn thấy gì cả. Ted cố gắng kiềm chế tính tò mò trong lòng mình. Nhìn thấy cái gương ở góc nhà, cô quyết định dùng cái gương để phản xạ ánh sáng, xem bên trong đó rốt cuộc có cái gì. Ánh sáng rất mờ nhạt nhưng vẫn đủ để nhìn thấy trong đó còn một cánh cửa nữa. Cuối cùng tính tò mò đã chiến thắng dục vọng cầu sinh. Cô thận trọng bước vào trong, mở cửa ra, bật đèn lên. Trong đây có một cái giường và một cái giá để máy ảnh. Trên tường còn có một vết máu hình bàn tay nữa. Ted cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cô vội vã rời khỏi đây. Bỗng nhiên một chàng gõ cửa khiến cô sợ chết khiếp. Cô liên tục đập tay vào cửa kính, gọi Kate đang đứng ở bên ngoài. May mà anh đã phát hiện ra cô, hai người hợp sức để mở cửa. Rồi cô đưa chìa khóa cho anh. Khi cánh cửa tầng hầm được mở ra, cô hoảng hốt và nói với anh rằng hãy mau chóng rời khỏi đây. Kate than ủi cô hãy bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn quyết định thu dọn hành lý rời đi. Kate quyết định xuống đó kiểm tra xong rồi sẽ đưa ra quyết định rời đi hay không. Nhưng Ted thì sống chết cũng không muốn ở lại đây nữa. Thế là Kate đành xuống dưới đó một mình, rồi bảo cô ở trên này chờ mình. Một lúc sau, Ted đã lên tiếng gọi anh rất nhiều lần rồi, nhưng không thấy anh trả lời lại. Cô lấy cái ghế ra chặn cửa để tránh sự cố xảy ra, sau đó lại lấy hết dũng khí để đi xuống hầm. Cô bật đèn pin điện thoại lên rồi đi vào. Cô đi vào căn phòng nhỏ ấy nhưng không thấy Kate đâu cả. Cô cảm thấy rất khó hiểu, lẽ nào vẫn còn mật thất khác sao? Sau đó cô lại phát hiện ra một cánh cửa gỗ khác. Mở cửa ra thì thấy một căn hầm sâu không thấy đáy. Lúc này trong lòng cô đã sợ hãi lắm rồi. Cô liên tục gọi tên anh nhưng vẫn không thấy đáp lại gì. Tuy là hai người mới quen nhau được một đêm thôi,
Nhưng Ted không muốn bỏ rơi anh mà rời đi, thế là cô đã quyết định đi xuống đó. Cô phát hiện một cái cửa sắt. Lúc này cô mới nghe thấy tiếng nói yếu ớt của anh. Cô mở cửa ra, tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn thấy mấy chiếc lồng sắt ở trên đất. Cứ đi nữa, thế là cô gặp được anh ở trong đây. Nhưng đột nhiên có một con ma nữ xuất hiện. Nó dùng vài chiêu thức để kết liễu cây, rồi quay sang chuyển mục tiêu là Ted. Sau đó không rõ Ted sống chết ra sao nữa. Vài ngày sau, ông chủ nhà Azi trở về, phát hiện trong nhà vẫn còn đồ của người khác. Thế là gọi điện cho công ty môi giới ngay. Nhưng công ty môi giới lại nói rằng khách thuê đã rời đi từ mấy hôm trước rồi. Sau đó họ ngắt máy ngay. Azi cho rằng có người đang lén lút sống dưới tầng hầm của nhà mình, nên ông đã đi lấy một con dao nhỏ và một cái đèn pin để đi xuống kiểm tra xem sao. Khi xuống đây, ông phát hiện ra sợi dây thừng kéo cửa ra. Ông sững sờ luôn, không ngờ rằng trong nhà mình vẫn còn mật thất, không phát hiện thấy ai trong đây cả. Ông liền lên mạng tra xem hầm dưới lòng đất có được tính vào tổng diện tích của căn nhà hay không. Phát hiện vô tình này khiến ông mừng rớt nước mắt. Ông liền lấy thước dây ra đo nhà ngay, rồi vô tình động phải cánh cửa gỗ. Mở cửa ra phát hiện vẫn còn một đường hầm nữa, thế là ông lại đo tiếp. Đến chỗ mấy cái lồng sắt rồi ông cũng không để tâm gì, bởi vì không có gì tuyệt vời hơn miếng bánh từ trên trời rơi xuống đất cả. Đang đo dở thì ông quay đầu lại nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt. Ông đi lên xem thì thấy một căn phòng rột nát bẩn thỉu. Cái tivi thì đang phát sóng một video mẹ cho con bú. Đúng lúc này, cái thước dây của ông bị ai đó kéo giật lại. Ông ném ngay cái thước dây đi rồi dùng đèn pin dọi ra xa. Nghe thấy âm thanh quỷ dị, ông liền vắt chân lên cổ chạy. Trong lúc chạy, ông bị cái gì đó ngáng đường làm ngã ra đất. Trong không gian tối tăm này, người nguyên thủy đang tiến gần. Ông tiếp tục bỏ chạy, rồi rơi xuống một cái hố. Vì quá sợ hãi nên ông nhễ nhại mồ hôi. Khi ông cầm đèn pin chiếu lên trên, thì một tấm lưới sắt đổ lên trên. Sau đó Ted dùng tay bịt miệng ông, không ngờ rằng cô vẫn còn sống, còn băng bó vết thương cho ông nữa. Cô khuyên ông hãy bình tĩnh lại, không được hoảng hốt. Nếu như ông tức giận thì bà ta cũng sẽ tức giận. Sau đó, bên trên tấm lưới, một cánh tay cầm một bình sữa hướng xuống, sau đó lắc lắc vài cái ra lệnh uống đi. Ted thấy vậy thì ngoan ngoãn nghe lời uống ngay. Ông ấy thì thấy buồn nôn, không chấp nhận được. Ted nói rằng bà ấy chỉ coi chúng ta là trẻ sơ sinh thôi. Sau đó bà ấy cất bình sữa đi. Đột nhiên bà ta nhảy xuống dưới, ôm ấp vỗ về Ted trước, rồi quay ra bóp cổ ông. Sau đó bà ta kéo ông ra ngoài, kéo đến căn phòng có chiếc tivi đó. Cố gắng một lúc lâu thì cuối cùng Ted cũng bò lên được. Còn ông ấy thì được bà ta tự mình cho bú trực tiếp luôn. Ted chứng kiến được cảnh này nhưng đã mặc kệ mà rời đi ngay. Cô không may đụng phải cái thước dây dưới đất phát ra tiếng động, thế là vội vã chạy ra ngoài ngay. Nhưng cái cửa tầng hầm lại bị khóa trái mất rồi. Cô nhanh trí nhớ ra cánh cửa kính này, đập vỡ kính rồi bò ra ngoài. Đúng lúc cam go này, người đàn ông này đã kéo cô ra ngoài. Bà ta chỉ có thể dương mắt nhìn cô rời đi thôi. Ted nói rằng trong đó vẫn còn những người khác cần giúp đỡ nữa, nhưng ông ấy nói rằng cô đã thoát ra ngoài rồi, cô nên cảm thấy may mắn mới phải, mà bà ta cũng chưa phải thứ đáng sợ nhất vùng này đâu. Bây giờ chúng ta không giúp họ được. Lúc này, nhân lúc bà ta đang đuổi theo Ted, Azi đi đến một căn phòng bí ẩn. Tại đây có một ông già đang nằm trên giường, nhìn ông ta yếu ớt lắm. Azi cứ tưởng là ông ta cũng bị nhốt ở đây, nên đã lấy nước cho ông ta uống. Sau đó ông phát hiện những cuộn băng trên giá sách, ông lấy một cuộn băng ra xem, cảnh tượng trong đó khiến ông sững sờ luôn. Lúc này ông mới ngộ ra lão già này cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Ông quay đầu lại nhìn thấy lão già lấy súng ra, ông sợ hãi cầu xin tha mạng, không ngờ rằng lão lại chĩa súng vào đầu mình, rồi nổ súng ngay. Lúc này, Ted không nghe lời khuyên mà đi báo cảnh sát. Cảnh sát đi đến đây, thấy bộ dạng cô như này, không hề tin tưởng lời cô nói. Cô có giải thích như thế nào thì họ cũng không tin. Rồi họ lấy cớ gần đây còn vụ án khác nên phải rời đi ngay. Đến tối, để cứu Aziza, Ted cố tình đập vỡ cửa sổ, gây ra tiếng động lớn, rồi lái xe đâm thẳng vào cửa nhà. Cô dậm mạnh chân ga, đâm thẳng vào người bà ta, kẹp bà ta ở tại đây, đợi đến khi bà ta không còn cử động nữa, thì cô xuống xe, đi xuống hầm cứu Azi. Lúc này Azi cũng cầm súng đi ra ngoài, một tiếng súng nổ ra, Ted ngã gục xuống đất, hóa ra Azi đã làm cô bị thương rồi. Sau đó hai người rời khỏi đây, trùng hợp lại gặp được người đàn ông này. Ông ấy giúp đỡ hai người, đưa hai người đến chỗ ở của mình, rồi nói rằng bà ta sẽ không tìm được chỗ này đâu. Vừa nói hết câu, bà ta phá tường lao đến bóp chặt lấy cổ ông, rồi kéo rách tay chân ông ấy ra. Hai người sợ chết khiếp, vắt chân lên cổ chạy. Khi đến một tòa nhà cao tầng, thấy bà ta đuổi đến nơi rồi, vì để giữ mạng mình, nên Azi đã đẩy Ted ngã xuống đất, không ngờ rằng bà ta cũng nhảy xuống theo. May mắn là bà ta đã cứu được Ted. Sau đó Azi đi xuống, giải thích về hành động vừa nãy của mình. Bỗng nhiên bà ta đứng dậy, bóp cổ ông. Thế là ông chết luôn. Sau đó bà ta quay sang nhìn Ted, giống như một người mẹ quan tâm con cái của mình vậy. Ted cầm súng lên chĩa về phía bà. Một tiếng súng vang lên. Câu chuyện đến đây là hết. Hẹn gặp lại vào kỳ sau nhé.